xe nó bị cháy này. Nghe cái xe bị cháy luôn. Nổ chưa? Chưa nổ, bị nổ luôn. Mày tránh ra không nổ ấy. Rồi nó khói luôn. Đây, các bạn nó xem đi. Hồi nãy thấy nó đang xịt khói mà tưởng là nó két nước nó bị hết. Hồi nãy thấy đang tưởng là nó két nước nó bị hết đây. Bị khét khét. Nó bị cháy rồi. Ừ, mình ăn hết rồi. Nó chỉ còn là cái xương thôi, bộ xương thôi, cái chắc xe này. Các bạn xe bị cháy này, các bạn hãy xin xem nhà hát lại nha. Lốp bị nổ đấy. Lốp nổ nữa hả? Nguy hiểm quá. Cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn. Nghe nó cháy ác luôn. Nước nó xịt vùng lên. Hồi nãy tí rồi mà, đâu có cháy đâu mà. Nó chỉ cái khét khét thôi. Nó móc khói xịt. Móc khói xịt chìm ấy mà. Giờ nắp ấy đổ nước vô. Chị trốn lên luôn. Mở ra nên mở về nữa. Nó kìa đã. Đến số xe bao nhiêu rồi? 81 33 81 174 33 433. Chết. Rồi máy bay rồi. Đụng. Rồi một cái rồi. Nó lốp rồi. Một cái lốp rồi các bạn ạ. Bầm một cái lốp rồi. Còn lốp thứ hai lốp thứ ba nữa. Nó xì nằm rồi. Nó con. Chọc gì mà cháy gớm này. Cái đổ xăng gì ấy, chắc là đổ xăng gì. Ơi. Mẹ là cháy ác lắm. Hai anh đi cắt gì? Còn ở đâu? Chuẩn bị. Đây là một cái rồi, còn một cái nữa. Chuẩn bị nhá. Đồ mà thay nổ là rung tay rồi. Mẹ cả phần 3. Này, cả phần 3. Nổ đi. Đây là nổ giăng ra bên này là chạy mất dép luôn. Đủ mạnh quá. Đấy, đây cái thứ hai nha các bạn. Đồ bầm bầm cái rồi. Còn hai cái phía sau chắc có tới không?
chắc nó giữ lại hay sao ấy, chứ còn kia nó cháy ở trên mà ở dưới đâu có cháy đâu. Bùm bùm không? Đấy, nổ cháy luôn. Chắc có ai bắn. Nó bị cháy rồi, xe nó bị cháy. Ở Gia Bòn mình có vụ cháy xe ô tô. Đấy,